Xin chào các bạn. Vậy là sau 3 tháng nỗ lực hết mình thì thời điểm hiện tại mình đã ra một chiếc xe. Đây có thể nói là biệt thự di động đầu tiên ở Việt Nam. Và không phải để các bạn chờ đợi nữa, chúng ta hãy cùng lên xe để khám phá xem chiếc xe này có gì đặc biệt các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy bước vào có rất nhiều khoang chứa đồ. Và cái này để làm gì? Đương nhiên là để giày rồi. Còn các bạn muốn để cái gì cũng được các bạn nhé. Đấy, rất nhiều khoang. Khác với những chiếc xe khác thì tất cả các thông số về lượng điện tiêu thụ sẽ hiển thị hết trên cái mặt cảm ứng này. Các bạn nhìn có thể biết đây là hệ thống điện của Victroy các bạn nhé. Như chiếc xe này thì các bạn nhìn thấy là đang sử dụng 815W. Bây giờ cũng là buổi tối rồi, trên điện năng lượng mặt trời không sạc được. Cái cửa này các bạn nhìn đây. Đó, đóng kín vào. Một khoang độc lập, các bạn muốn ở trong này yên tĩnh thì cứ đóng cái cửa này thôi. Rồi, mời các bạn vào trong này. Căn phòng đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn, nó chính là phòng khách các bạn ạ. Đương nhiên, bước vào đầu tiên phải là phòng khách rồi. Phải là ghế sofa, phải có bàn, trà. Nó cũng giống như ở nhà mình thôi. Điểm khác biệt đó là căn phòng này được làm trên xe. Và nó đòi hỏi tay nghề cao hơn, tỉ mẩn hơn. Trên chiếc xe này, nó khác biệt với những chiếc xe mình đã làm. Toàn bộ từng chi tiết đều được làm từ những người thợ trên 15 năm kinh nghiệm. Cho nên các bạn có thể nhìn thấy từ những vân gỗ này, nó hoàn toàn đồng đều, nó đều tấm tắp tấm tắp. Và từ những đường nét này, nó có điểm khác biệt so với những chiếc xe cơ bản khác. Ở đây thì nó đơn giản, chỉ là một hộp tủ treo thôi. Nhưng nó là tủ treo mở điện các bạn nhé. Và đóng cũng bằng điện luôn. Các bạn nhìn thấy mặt ở đây này, nó cực kỳ là bóng. Đấy, riêng cái tủ này nó rất là bóng. Cái độ bóng của nó khác những vật liệu khác, bởi vì đây nó là sơn high gloss các bạn nhé. Ví dụ như cái bàn này này. Đây, cái bàn này hay lắm. Tuy nó là một bàn trà nhỏ thôi, nhưng nó phải mất 10 ngày mới có thể làm được một cái bàn trà như thế này. Và đây mới chỉ được sơn 6 lớp thôi các bạn nhé. Không biết qua video các bạn có cảm nhận được không, nhưng thực tế ấy, nó có độ sâu khác hẳn với những các chi tiết khác. Ví dụ như cái tủ này này thì mới chỉ được sơn có 2 lớp thôi. Đấy, còn bàn trà này được sơn tận 6 lớp, nó rất khác. Nếu như các bạn nào muốn làm những chiếc xe mà nó long lanh, nó đẹp hơn nữa, có thời gian, thì mình sẽ làm toàn bộ nội thất trên xe này đều là sơn high gloss 10 lớp. Và chiếc bàn này hay lắm. Nó là gỗ tự nhiên nhé. Và nó kết hợp có 3 loại gỗ: gỗ sồi trắng này, sồi nga này và gỗ mun. Đấy, kết hợp với nhau thành một chiếc bàn như thế này. Và mình khẳng định cái bàn này này, nó là độc nhất vô nhị. Các bạn không thể nào tìm được chiếc bàn thứ hai ở Việt Nam đâu. Chiếc bàn này này, nó không phải chỉ để uống nước đâu. Và nó còn có thể hạ xuống để biến chiếc sofa này thành một cái giường rất lớn. Và đây, chiếc nút điều khiển của nó các bạn nhé. Ấn một phát thôi là nó sẽ từ từ nó hạ xuống. Thế thì nó hạ khá là chậm. Ngay cả cái chân của nó thì các bạn nhìn thấy nó to hơn bắp đùi. Sau khi hạ xuống, các bạn chỉ việc đặt một cái đệm lên thôi và nó sẽ trở thành một cái giường rất là to để các bạn có thể nằm trên này. Miếng đệm này đặt xuống phát và nó trở thành một cái giường rất to. Các bạn có thể nằm đây từ 1 đến 2 người. Tí nữa thì quên mất một chi tiết giới thiệu với các bạn. Đó là cái ghế sofa bên này nó cũng biến thành giường nữa các bạn nhé. Khi mà ghép vào với nhau, nó trở thành một cái giường cực lớn. Đây này, thao tác của nó thì đơn giản. Rồi, thế nào nó trở thành một chiếc giường đôi thứ hai, thêm 2 người nữa nằm ở bên này. Hoặc nếu thích thì các bạn có thể nằm ngang luôn cũng được. Đấy, chiều ngang của chiếc xe này nó 2m, cho nên yên tâm. Các bạn nằm nó sẽ rất rộng, như mình là 1m8, nằm nó vẫn vô cùng thoải mái rồi. Còn nếu mà hay hơn thì các bạn có thể để nguyên thế này. Đấy, 4 người ngồi quây quần, ngồi uống trà. Nó như kiểu của người Nhật ấy. Có một cái bàn đút chân xuống ra ngồi uống. Nó cũng là một cái gì đấy khá thú vị. Đương nhiên là trên xe thì nó sẽ hơi chật chội. Dù là xe to đến đâu, nó cũng không thể sánh với nhà mình được. Ở bên này, các bạn nhìn thì nó chỉ là một cái hộp bình thường. Và có lẽ các bạn cũng thấy thiếu thiếu bởi vì một phòng khách mà không thấy tivi. Đấy, tivi nó trong này này. Chỉ ấn một nút thôi, tivi nó sẽ trồi lên. Rồi, như vậy là cái tivi này nó đã nâng cao hết rồi. Đấy, chúng ta có thể ngồi đây xem tivi. Nó không khác gì là ngồi ở nhà mình đâu. Và nếu các bạn muốn có một không gian riêng tư hơn nữa thì chỉ đơn giản bộ điều khiển này này. Các bạn biết nó để điều khiển gì không? Chỉ một nút bấm thôi, toàn bộ hệ thống rèm nó sẽ đóng lại. Và cũng cần một nút bấm, toàn bộ hệ thống rèm ở phòng khách này nó sẽ lại mở ra. Nếu các bạn thích
thì có thể điều khiển riêng từng ô một. Ví dụ một ô này, chỉ một điều khiển này thôi, nó sẽ tích hợp tất, nó có thứ tự từng cái cửa sổ ở đây rồi. Các bạn có thể điều khiển tất cả cửa sổ hoặc một cửa sổ bất kỳ nào cũng được. Và ngay cả cái vải này, nó cũng là vải nhập Ý các bạn nhé. Khả năng chống xuyên sáng của nó 100%. Cho nên ngay cả lúc thời tiết nắng nhất, chỉ cần đóng cái rèm này vào, bên trong này sẽ tối om ngay. Nó cực kỳ thích hợp khi mà các bạn muốn nghỉ ngơi. Ở trên này thì các bạn thấy nó là một chiếc điều hòa Dometic. Nó khá giống những cái điều hòa mà mình đã từng làm. Nhưng đây nó là bản Helio Plus, nó bản cao cấp nhất rồi. Đây, với cái điều hòa Dometic này, mình bật hai cái, cả một cái phòng khách và một cái phòng ngủ, nó tiêu tốn có 800W, tức là mỗi cái này nó có 400W thôi. Nó cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu, nhưng đồng thời nó lại êm. Và các bạn hầu như là không nghe thấy tiếng cái điều hòa này nó chạy đâu. Tiếp theo về cái trần này này, các bạn nhìn thấy nó khá giống các cái trần thạch cao ở nhà ấy, nhưng trần này không phải. Nó làm bằng gỗ và được sơn hai clock các bạn nhé. Trên các bạn nhìn nó cực kỳ đá bóng. Đấy, nó bóng như acrylic ấy, nhưng nó không phải đâu. Nó bóng hơn và nó có độ sâu hơn rất nhiều. Các bạn phải nhìn thực tế mới cảm nhận được cái độ sang trọng của cái trần này này. Và đặc biệt cái phần trên này này, các bạn nhìn thấy nó rất giống kim loại vân xước không? Nhưng vật liệu này các bạn không thể tìm thấy ở Việt Nam đâu. Nó là tấm nhập khẩu các bạn nhé. Cái mặt kim loại này nó là mặt kim loại thật, nhưng nó lại cực kỳ phẳng. Mà khi các bạn dùng tấm kim loại ấy, nó không thể tạo được cái độ phẳng như thế này đâu. Các bạn thử đoán xem nó là tấm nhập khẩu từ đâu nhé. Và bên cạnh phòng khách, đây là bếp. Lúc đầu khách hàng của tôi muốn làm một cái quầy bar cơ, tức là nó ở ngoài, người chui được vào trong này. Đấy, mình pha chế mọi thứ. Nhưng thực sự trên xe nó vẫn có những cái hạn chế của nó. Mình không thể làm một cách quá rộng rãi, quá to được. Bởi vì nếu phòng này làm to thì nó sẽ làm những phòng khác nhỏ lại, và nó mất công năng của các phòng khác đi. Ví dụ như phòng ngủ mà nó không đủ 2m thì thực sự nó rất là khó chịu. Cho nên mình đã tư vấn cho khách, mình phải làm ngược vào bên trong này và người thao tác đứng ở bên ngoài này thôi. Chứ còn đẩy ra để người đứng bên trong này thì thực sự là nó vướng lắm. Cho nên 2 trong 1, chỗ này vừa là đường đi và vừa là thao tác của bếp luôn. Như các bếp khác thì các bạn nhìn thấy nó có tủ trên và tủ dưới. Đấy, cái tủ trên này thì các bạn nhìn thấy không? Nó cực kỳ bóng. Các bạn nhìn cái màu của nó khác hoàn toàn những vật liệu khác đấy. Và tất cả phụ kiện ở trên này, nó đều là phụ kiện cao cấp của Hubler. Đương nhiên, khi ở trên xe, mình không thể bê nguyên phụ kiện đấy được. Và mình bắt buộc phải chế thêm những thứ để nó hãm lại. Ví dụ như các bạn xem những xe nước ngoài ấy, thì bao giờ nó cũng có một cái núm ở đây, một cái khóa, thì mình ấn vào nó khóa. Nhưng ở trên xe này, mình không muốn nó có những cái nút thừa ra, mình muốn nó nhẵn. Cho nên mình đã, đấy, có thêm một cái nút âm trong này. Và khi chốt vào, đi xe khẳng định với các bạn nó không hề rung lắc gì đâu. Đấy, và các bạn thấy không? Vòi nước trên xe này này, đấy, nó cũng rất là mạnh và đều nữa. Cho dù các bạn bật một cái vòi này hoặc là bật tất cả các cái vòi nước ở bên trong phòng tắm lên thì lực nó ra nó vẫn như thế này. Bởi vì đơn giản máy bơm của chiếc xe này nó khác những chiếc máy bơm mà mình đã từng dùng. Nó điều tiết áp lực cho tất cả các vòi, nó đều bằng nhau. Và đương nhiên nóng lạnh là cái không thể thiếu rồi. Trên xe này thì các bạn không nhìn thấy bếp, nhưng ở đây có một cái lò nướng kiêm lò vi sóng, kiêm lò hấp, và nó có rất nhiều chức năng trong cái lò này. Các bạn nào mà hay vào bếp thì chắc mới biết được hết công năng của cái lò này. Chứ còn mình thì mình cũng chỉ biết qua nó như vậy thôi. Và đương nhiên cũng là một trong những sản phẩm cao cấp của Bose rồi. Như mình nói đấy, hàng cao cấp nó khác với những hàng bình dân, là nó chi tiết tỉ mỉ từng cái đường keo chỉ một và từng đường gân một, nó phải cực kỳ chính xác. Nhưng để làm nó đầy đủ tăm tắp ý, từ những chi tiết nhỏ này này, thì đòi hỏi các bạn phải rất mất công sức, thời gian cũng như là tâm trí mình để ý vào thì mới đạt được những cái độ tỉ mỉ chi tiết như thế này. Đấy, các bạn nhìn lướt qua sẽ thấy nó như một cái tấm liền ấy, chứ nó không phải được cắt rời ra đâu. Mình sẽ đứng lại ở cái vách này. Các bạn nhìn nó như một cái vách bình thường thôi đúng không? Nhưng ở trong này, nó là một chiếc tủ lạnh cao cấp của Maloka. Nó có hai ngăn, ngăn trên này là ngăn mát rồi, và ngăn đông ở phía dưới này. Đấy, mình muốn giới thiệu đến các bạn một căn phòng cực kỳ quan trọng và cần thiết trên những chiếc xe mobilehome. Nó thể hiện sự khác biệt so với những chiếc xe khác. Đấy chính là phòng tắm. Mời các bạn vào đây. Các bạn thấy chưa? Đây là bệt Nires, cũng là một trong những chiếc bệt cao cấp của Total rồi. Với cái bệt này thì nó có rất nhiều công năng. Thực sự các bạn chỉ việc ngồi xuống thôi, tất cả những việc còn lại chiếc bệt nó làm hết. Các bạn chả phải làm gì cả. Và ngồi ở đây,
Đấy. Có cửa sổ, có view, ngắm ra ngoài. Đúng không? Suy tư, biết đâu lại nghĩ ra một cái gì đấy hay ho. Còn nếu muốn kín đáo thì đơn giản, các bạn chỉ việc đóng vào thôi. Đấy. Và cái rèm vải này, như mình nói rồi, nó chắn sáng tuyệt đối các bạn nhé. Cho nên cứ yên tâm mà sử dụng trong này. Tí quên mất, đáng nghĩa cái này mình phải giới thiệu trước. Nó là cái bồn rửa mặt dân dụng. Và dưới đây là đá Vicostone cao cấp rồi. Cái đá này có chứng chỉ là thân thiện với người dùng. Nó rất an toàn, rất tốt cho sức khỏe. Cái bồn này thì thực sự là mình thấy nó hơi nhỏ. Nếu cá nhân mình được chọn thì mình sẽ làm một cái bồn nó to hơn một chút. Nó hình vuông, nó dài hẳn ra đây này, hết ở đây. Đấy, thì công năng sử dụng nó được nhiều hơn. Nhưng thôi, đây là sở thích của khách mình, thì mình chiều thôi. Ở trên này, đấy, phòng tắm nào nó cũng phải có một quạt hút mùi. Và đây là quạt hút mùi chuyên dụng trên xe. Và với cái quạt này, nó là quạt cảm ứng các bạn nhé. Đấy, mưa nó sẽ tự đậy nắp xuống. Các bạn chỉ việc ấn một nút, nó sẽ làm tất cả. Từ việc mở nắp này, hút gió này. Còn nếu các bạn thích mát thì có thể ấn một nút đảo chiều, nó sẽ thổi gió xuống. Thì ngồi đây nó cũng rất là mát. Còn ở đối diện mình, các bạn có thể nhìn thấy, đây là một chiếc phòng tắm rất là to. Ở dưới đây cũng là đá Vicostone và được xẻ rãnh để chống trơn trượt hết rồi. Khi các bạn tắm thì chỉ việc đóng lại thôi. Đấy, kính đây kính cường lực và đóng lại kín toàn bộ để đảm bảo nước không bị lọt ra đây. Còn khi đi thì các bạn phải chốt vào này, bởi vì đây là dùng trên xe không phải trên nhà. Chốt lại này thì nó mới chắc chắn và không tạo ra tiếng động. Còn ở trong này, nó là một cái vòi tắm Toto. Nó có rất nhiều chức năng. Bật lên nó mạnh lắm, mình bật thử cho bạn xem nhé. Đấy. Và đặc biệt vòi cao cấp nó khác các vòi khác ấy. Đó khi các bạn bật chế độ nước nóng ấy, dù các bạn có bật hết cỡ thì nó cũng khóa lại ở mức 40 độ C. Đấy, nó an toàn, kể cả trẻ con dùng nó không bị bỏng. Còn nếu như các bạn muốn nó nóng hơn thì bắt buộc phải dùng một thao tác nữa, đó là ấn vào, thì lúc đấy các bạn mới xoáy được, nó ở nhiệt độ cao hơn. Và từ căn phòng này chiếm một nửa xe, nhưng nó chỉ dành cho một người thôi các bạn ạ. Nó là căn phòng dành cho chủ tịch và nó rất là kín đáo. Đấy, cũng chỉ một thao tác thôi. Đó, khi vào đây đóng cửa lại thì nó tuyệt đối là riêng tư. Rồi, mời các bạn vào đây. Rồi, đây là lần thứ hai mình ngồi lên chiếc giường này. Lần đầu tiên là để thử, và lần thứ hai là lần này để quay phim cho các bạn. Chứ còn bình thường thì mình cũng không để ai ngồi trên này đâu. Bởi vì vệ sinh chiếc giường này nó cũng rất là mất công. Vải lụa này nó rất dễ là nhăn, là mãi nó mới phẳng được, nhưng chỉ cần có người ngồi lên phát nó nhăn luôn. Tí nữa lại phải đi lả lại các bạn ạ. Ngồi trên này có tivi, có rèm, rất nhiều rèm và có view tốt. Đấy, ấn một nút. Ở đây mà vừa đi xe này, vừa nằm giường, vừa xem tivi, thích thì có thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Đi những chặng đường dài mà được nằm trên chiếc giường này thì mình nghĩ nó cũng là một cảm giác tuyệt vời đấy. Và phòng chủ tịch nó cũng phải khác đúng không? Phòng khách rất nhiều người được một cái điều hòa, nhưng riêng phòng chủ tịch một căn phòng cũng phải được một cái điều hòa Dometic Helio Plus. Và phòng này tuy nhìn nó đơn giản thôi, nhưng mà nó cũng đầy đủ tủ này và rất nhiều khoang chứa đồ nữa để người dùng có thể để được những thứ quan trọng. Đây, ngay như ở dưới học giường này có tận 3 ngăn kéo các bạn nhé. Đấy, 3 ngăn liền, rất nhiều chỗ học để đồ. Đây cũng thế này, cũng có ngăn để rất nhiều ở đây. Và trên nóc tủ này cũng thế, các bạn thấy không? Và cái vật liệu để tạo nên cái cánh tủ này, nó cũng là một vật liệu cực kỳ lạ. Mở cánh tủ ra, khoang chứa đồ này, các bạn thấy nó to không? Và đặc biệt thì mình có làm một khoang đồ bí mật các bạn ạ. Ví dụ như các bạn để trên này đúng không, thì không ai có thể biết được. Các bạn phải nhấc đồ ra và lật lên. Trong khoang này rất to đấy các bạn nhé. Ở trong này thì có một cái két này, có thể để những cái đồ cần thiết, những tư trang vật dụng. Và trong này này, nó rất là to. Mình sẽ cho các bạn xem là nó to đến mức nào nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình cao 1m8 mà chỗ này, đấy, các bạn thấy chưa? Đủ để chứa một người như mình luôn. Phòng chủ tịch chỉ đơn giản như vậy thôi. Có đủ vật dụng này, có đủ ngăn kéo, có đủ chỗ chứa đồ này, có khoang bí mật này. Đấy, và tất cả các vách xung quanh này có thể dựa bất kỳ đâu mình thích. Và các vách này nó cực kỳ êm.
tất cả các vách này đều được làm bằng da bò thật các bạn nhé. Cho nên cái cảm giác ấy, khi các bạn sờ vào, cái độ cảm nó thực sự nó khác, nó khó tả lắm. Ngay cả nhìn thực tế, nó có cái độ sang riêng. Và nó không chỉ ở vách đâu, kể cả ở đầu giường này và kể cả sofa này, gần như tất cả những chỗ bọc da của chiếc xe này mình đều làm từ da bò thật. Và các bạn biết không, một cái vách này này là tiêu tốn mất bộ da của một con bò rồi. Đây, ở cái vách này các bạn có thể nhìn thấy một mặt tủ nữa. Đây không phải tủ lạnh đâu các bạn nhé. Đấy, mặc dù nhìn nó khá giống, nhưng mở ra này, đây là một chiếc máy sấy khô làm mới quần áo. Treo vét lên này, một lần nó có thể làm mới được 5 bộ quần áo. Lại tiếp theo vào một căn phòng nữa. Phòng này thì nhỏ hơn, cao hơn, bởi vì đơn giản thiết kế của xe ở dưới này này, nó là khoang máy rồi, mình không thể làm khác được. Và đây mình đã thiết kế nó trở thành một chiếc bàn làm việc nghỉ ngơi nhỏ nhỏ. Ở đây này có một tay am này để có thể treo màn hình làm việc ở đây. Và các bạn nhìn thấy bên cạnh là gì không? Đấy, một chiếc ghế massage cực kỳ to. Nếu các bạn biết thì đây cũng là chiếc ghế massage cao cấp nhất của OKI rồi. Chỉ việc bật nó lên thôi. Ở trên chiếc ghế này thì nó có rất nhiều tính năng, nhưng mình chỉ biết một tính năng thôi, đó là bật lên và bật tiếp chế độ AI. Nó sẽ nhận diện cơ thể mình từ chiều cao này, từ cân nặng này, như mình cao này, nó sẽ tự đẩy cái chân ra. Và việc còn lại để cái máy thôi. Và chiếc ghế này nó không chỉ là ghế massage đâu, nó còn là chiếc ghế có thể nằm ngủ. Và ở đây mình cũng trang bị cho khách hàng một cái quạt hút. Anh khách của mình thì hút khá nhiều thuốc, cho nên cũng yêu cầu một căn phòng. Và đây, chính là căn phòng này đây, mình đã tận dụng luôn. Nó vừa là phòng hút thuốc này, vừa là phòng làm việc này, vừa là phòng nghỉ ngơi thư giãn này. Ở đây hút thuốc, tất cả khói thuốc sẽ được hút hết ra ngoài. Và các bạn yên tâm, nếu có trời mưa thì cái quạt này nó là quạt tự động rồi, nó sẽ tự động, nó đóng lại, không để mưa làm ướt cái ghế massage này đâu. Tuy đây là một chiếc xe rất là to, nhưng mình cũng phải cố gắng tận dụng hết những không gian mà để có thể làm những việc khác. Ví dụ như ở đằng sau này, nó là cửa sổ, mình cũng tận dụng để làm một cái hộc rất lớn này, có thể để đồ này, để tài liệu này, để sách vở này. Nó cũng như một cái tủ luôn, các bạn có thể để đồ đặt vào đây. Đấy, bút như các thứ để linh tinh trong này. Và các bạn thấy ở trên xe này nó có rất nhiều thiết bị. Và để vận hành được hết tất cả những thiết bị này thì mình đã trang bị cho chiếc xe này một hệ thống điện cực kỳ khủng. Đây là toàn bộ các thiết bị full VidChoice các bạn nhé. Với bộ điện VidChoice này thì có thể nói là bộ điện hiện đại nhất bây giờ rồi. Trên những chiếc xe ở bên nước ngoài, người ta cũng chỉ dùng đến hệ thống điện như thế này thôi. Ở đây thì cơ bản các bạn có thể nhìn thấy là bộ đổi nguồn này, 48 xuống 12 này, hệ năng lượng mặt trời này và cầu này. Riêng năng lượng mặt trời thì các bạn biết là với những chiếc xe nhỏ ấy, thì mình thường khuyên các bạn là không nên dùng, bởi vì để 1 đến 2 tấm thì nó sạc được cực ít. Nhưng với chiếc xe này thì lại cần thiết, bởi vì trên nóc của nó rất là lớn, đủ để 6 tấm thì nó sạc một lượng điện khá là lớn rồi. Và bên cạnh này là bộ biến tần cao cấp nhất của VidChoice, nó lên đến 15.000 kVA các bạn nhé. Nó cực kỳ to, nó to như cái vali ấy. Và hệ thống điện này để cung cấp nguồn cho toàn bộ xe thì mình dùng đến 6 cục pin các bạn nhé. Đây, riêng khoang này là có 4 cục pin. Đây đều là pin Pilontech hết rồi. Đấy, bên này thì có 2 cục pin nữa đằng sau cái hệ thống điện này. 6 cục pin này thì nó tương đương với 30 số điện. Thì các bạn nghĩ xem 30 số điện mình có thể dùng trong bao lâu. Nếu các bạn đi trên đường này, được sạc bằng năng lượng mặt trời này và được sạc bằng chính động cơ của xe nữa thì gần như là nó rất là khó để hết điện. Và bên cạnh đó, hệ thống sạc của chiếc xe này nó cũng rất khủng, nó không khác gì điện thoại của các bạn đâu. Để max công suất thì nó có thể sạc được đến 10.000 kW cơ. Sạc khoảng 3 tiếng đã đầy hệ thống pin này rồi. Nhưng đương nhiên là nó có bộ chỉnh để mình có thể chỉnh đúng nhỏ thôi, để khi các bạn sạc ở các hộ dân ấy thì chỉnh nhỏ thôi, đỡ hỏng thiết bị điện ở nhà người ta. Bên cạnh điện thì nó là một hệ thống không thể thiếu, đấy chính là hệ thống nước. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Đây, cái bể này là bể chứa thải các bạn nhé. Thể tích của nó 100 lít. Và với bể thải này thì nó khác những hệ thống con là mình không phải đi xả thải nữa, tất cả là qua bơm hết rồi. Đương nhiên là khi mà xả thải thì mình phải có vòi mềm và dẫn xuống cống, chỉ cắm bơm thôi. Việc còn lại là máy móc lo hết. Và tất cả máy móc đây thì mình đều trang bị là máy móc chính hãng cao cấp ở Việt Nam rồi. Khi dùng đồ chính hãng thì các bạn cực kỳ yên tâm về chất lượng cũng như độ bền của nó. Thực sự rất tiếc là mình chưa đủ thời gian để sắp xếp hệ thống nước này cho nó gọn gàng, nhìn nó khoa học một chút.
đẩy gọn mọi thứ vào, chỉ để các đầu nối ra ngoài thôi, sau đó được che chắn đi. Nếu có thời gian để mình sắp xếp hệ thống thì chắc chắn hệ thống nước này nó còn đẹp hơn rất nhiều các bạn ạ. Mình sẽ thử sức một chút cái hệ thống nước này cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy chưa? Nước của nó cực mạnh. Và cái vòi này này, các bạn thấy không? Đấy, nó mạnh không kém gì vòi cứu hỏa. So sánh hơi vui tí thôi. Nó xịt phải đến 20 mét. Chính vì có cái bơm rất mạnh này này, chuyên phòng tắm ở trên sử dụng sướng lắm, áp lực nó cao mà. Đấy, với cái bơm này thì các bạn yên tâm nhé. Với những chiếc bơm bình thường ấy, các bạn sử dụng một vòi thì nó rất mạnh, khi sử dụng hai vòi thì nó yếu đi. Nhưng bơm này thì nó có cảm biến rồi, khi dùng hai vòi hay một vòi thì nó đều mạnh như nhau các bạn ạ. Hệ thống gầm của chiếc xe này rất lớn nên mình thoải mái mà trang bị thêm các bể nước cực kỳ to. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, đây là hai bể nước, mỗi bể nước nó là 500 lít. Đấy, hai bể nước này là một khối. Và ở đây thì mình đã bịt hết rồi, nhìn nó gọn gàng. Còn bên trong của nó thì vẫn là những cái bể inox 304 thôi. Mục đích là có thêm không gian. Nếu mà các bạn để đồ nhiều ấy, thì ngay không gian này cũng có thể để được từ 3 đến 4 vali to rồi. Tuy là chiếc xe này rất lớn, diện tích thoải mái, nhưng mà mình cũng không nên lãng phí diện tích của nó. Những chỗ nào thừa thì mình nên làm cái gì đấy. Đây, và mình đã làm cái chỗ này. Tiết kiệm một chút không gian, các bạn có thể để đồ. Và nếu nhiều đồ hơn nữa thì các bạn có thể để ở đây, như những chiếc xe khách bình thường thôi. Nó có một khoang cực kỳ lớn ở trong này. Chỗ này thì để đồ yên tâm hơn. Các bạn có thể vứt thoải mái, kể cả chai, đủ cái thứ để có thể đi chơi hoặc làm gì. Bàn ghế, vấn đề trong đầy cũng được, rất rộng. Tuy nó chỉ là một chỗ để đồ thôi, nhưng mình cũng làm rất cẩn thận. Ở đây này, cũng lót sàn này, từ vách đến sàn này, nó không khác gì nội thất những chiếc Mobihome mà mình từng làm đâu. Và vật liệu của nó cũng vậy, mục đích để lái xe có thể nghỉ ngơi khi cần. Đấy. Hoặc là bình thường các bạn thích không khí ngoài trời thì có thể vào đây. Và chỗ này rộng lắm, nằm được các bạn ạ. Đây, mình thử nằm với các bạn xem. Đấy, nằm được các bạn nhé. Đương nhiên là hôm nào trời mát thôi, chứ nóng mà vào đây thì chắc chết ngốt. Vừa rồi thì mình có giới thiệu cho các bạn toàn cảnh một chiếc biệt thự di động đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam này. Thực sự để làm được chiếc xe này cũng phải cảm ơn những người khách đã sẵn sàng ủng hộ mình để có thể thoải mái thiết kế sáng tạo nên những chiếc xe độc lạ ở Việt Nam. Một chiếc xe như thế này, theo mình thấy thực sự nó vẫn chưa được hoàn hảo, nó vẫn có những điểm còn khiếm khuyết. Một điểm đáng tiếc nhất ở chiếc xe này đó là mình chưa làm được hệ thống nâng siêu xe cho khách hàng. Bởi vì xe ở Việt Nam kết cấu nó khác xe ở nước ngoài. Sau khi tìm hiểu thì mình mới biết để làm được hệ thống siêu xe đấy thì cần một hệ thống sắt xi cong để đủ cao. Cho nên với những chiếc xe sau, nếu các bạn nào muốn có một hệ thống để có thể đưa một chiếc siêu xe vào thì các bạn hãy để cho mình thời gian. Mình có thể đặt một chiếc xe với hệ thống sắt xi cong, thì khi đấy mình mới có thể nhét được một chiếc xe nhỏ khác vào trong chiếc xe này. Và hệ thống đấy mình đã nghiên cứu tìm hiểu kỹ rồi. Chỉ cần các bạn đặt thôi là mình sẽ làm được. Nếu chiếc xe này còn những điểm gì cần nâng cấp thì các bạn hãy cứ comment cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.